Xin chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhé. Hôm nay là buổi trưa ngày 18 tháng 9, 2024. Thì hôm nay bên em lại giới thiệu cho các bác mấy cục máy UE110 nhé. Từ đời cao đến đời thấp, và một cục máy Super Dream đời 2013 nhé các bác nhé. Thì bên em vẫn có trực tiếp 3 số điện thoại mua hàng bên em nhé, là 0364011683 và 0983198883 và 0915198853. Thì bên em đều có mã và giá tiền, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng cục máy một để đến với tất cả các bác, tất cả anh em nhé. Thì anh em cứ ưng được cục nào thì anh em mua cục đấy nhé. Bên em đều có mã và giá tiền. Hôm nay có cục SYM này, cục Dream này, 3 cục máy UE110. Đấy, thì bên em đều có mã nhé. Thì các bác cứ quan tâm được thì anh em mua được thì anh em cọc trước cho em 500 nhé. Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy, là hàng bên em thì là có được kiểm tra hết nhé. Thì rồi, đầu tiên thì bên em giới thiệu từng con một. Đây là cục máy UE110 này, đời 2020 các bác nhé. Cục này đời 2020, trông nó hơi bẩn một chút thôi. Thế nhưng mà thật sự các bác là máy nó zin mà nó in ít. Đây, anh em nhìn cốt máy nhá. Đây, cốt máy còn rất là dày nhá. Đây là 2020 rồi. Con này là C260, giá 4,7 thôi. Đấy, 4,7 bao ship cho tất cả anh em nhá. Thì máy nó về tình trạng nó gần như là ngon 100% nhá các bác nhá. Đấy anh em, mỗi tội chỗ này bọn em thì chưa rửa qua thì em xịt qua một tí là sạch thôi. Con này giá 4,7 nhá. Đấy, máy móc thì rất là ngon. Hàng tháo xe êm ngon các bác nhá. Đấy, các bác mua được thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Máy móc zin toàn bộ nhé, zin toàn bộ. Đấy, tất cả đều sáng bóng như mới hết. Đấy, và thứ hai nữa là những cái cục máy này thì đời nó cao, nó hoạt động mấy năm rồi, nhưng mà được cái là chất lượng máy của nó rất là tốt nha các bác nhé, gần như là mới luôn. Đấy, cốt máy anh em nhìn được gần như là mới luôn. Đấy, côn zin, điện zin, vách giữa chia sẻ, cụ đời chưa thay. Con này giá 4,7 triệu đồng nhé, 4,7 triệu này, bao ship cho tất cả các bác nhé. Thì anh em cứ mua được cục nào thì anh em cứ điện cho bên em nhé. Thì máy này nó hơi xước đi một tí thôi, xước đi một tí thôi. Thì cục này em bán cái giá là cực kỳ rẻ rồi, 4,7 triệu thôi. Nếu anh em lấy thì em bớt cho các bác 50 nữa thì còn 4,650 triệu nhé. Cục này thì bên em cũng lãi được có 100,000 thôi. Ok được thì anh em mua được thì anh em chốt con này là giá C260 nhá. C260 bao ship cho tất cả anh em. Tình trạng máy nó lổ ngon, êm không khói. Nếu các bác nào có nhu cầu mua thì bọn em cũng test lổ cho anh em xem nhá. Máy móc thì zin được, bao zin cho anh em 100% nhá. Máy zin đẹp nhá. Rồi, còn anh em nào thích rẻ bên em hôm nay khuyến mại cho anh em là cái cục này nó cực kỳ rẻ luôn. Đấy, có nhiều bác mua. Nếu cái cục máy mới anh em mua máy chết mà nó độc cục máy không, anh em mua nó 1,4 triệu một cục này rồi, máy nó còn lát nữa rồi. Đấy là cục máy UE110, nhưng hôm nay em sẽ bán một cái mức giá nó cực kỳ hợp lý. Con này là C261 nhá. Con này thì côn zin, điện zin, vách giữa chia sẻ, đầu bò chưa thay này, đầu bò chưa tháo nhá, đầu bò zin hết các bác nhá, zin hết. Đấy, và thứ hai con này nó bị lỗi một chút, nó lỗi phần hơi nhá các bác nhá, lỗi phần hơi. Con này nó biết là nó vấn đề gì nên là nó bị hàn một chút ở đây, hàn một chút đây, nhưng mà máy móc thì bên em bao test lỗ ngon hết cho các bác nhé. Thì con này là đời của nó sẽ là đời 2012, C261, giá 3 triệu, em bớt các bác 300 nhé. Con này em bán lỗ này là còn 2,7 triệu nhé, 2,7 triệu bao ship nha các bác nhé, 2,7 triệu bao ship cục này. Để anh em nhìn nhé, máy móc zin toàn bộ. Đấy, máy móc thì vẫn lỗ ngon êm không khói. Nói chung là tùy đời thấp hay đời cao thì bên em đều có bán một cái mức giá nó lại khác nhau. Đấy, các bác ưng được cục nào anh em chọn cục đấy nhá. Con này thì theo cho các bác cả full hết cả dàn điện nhé, IC con nạp và chế là vẫn là chế xịn nhá. Riêng mua có chế này là 400-500 nghìn một con chế này rồi. Đấy, lấy chế thái xe. Còn nếu chế mới, anh em mua chế mới, chế hàng lô, gọi là hàng nhái đã 400-500 nghìn mới khi anh em lắp ráp nhá. Đấy thì một là anh em mua về giá đủ, hai là các bác mua về cứ thế chạy cũng được. Đấy, giá rẻ thôi, cục này thì có 2,7 triệu đồng thôi. Đấy, cục này thì mỗi một lúc thì em lại khuyến mại cho các bác là nhanh tay lựa chọn. Mua được cục này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé.
Đấy, 2.700.000 đồng mã 261, máy zin toàn bộ, mỗi tội bị lỗi đi một chút thôi, lỗi đi để nó không có ảnh hưởng cái gì cả anh em nhé. Máy móc cũng lỗ ngoan êm, không có khoáy nha các bác nhá. Đấy, còn đầu bò thì vẫn là zin thôi. Cái này hàn thì nó không phải tháo lốc nhá, nó hàn trực tiếp trên này trông nó hơi bôi bẩn bẩn thôi. Đấy, cái này là xe hàng thanh lý công an ra nên là có những cục máy nó nguyên zin hết. Đấy, máy rất là ngon đấy các bác nhá. Cục này là máy UZS 110. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con thứ ba ngày hôm nay, cũng là máy 110 nhé, cũng là máy 110. Thì con này nó cũng tương tự như cục máy kia thôi, máy nó cũng zin toàn bộ nhé, phun zin này, điện zin này, vách sữa chia sẻ, phủ đề chưa thay, đầu bò chưa tháo. Đây, anh em nhìn này, máy còn rất là đẹp nhé, máy rất là đẹp các bác nhé. Con đàm 110 máy cũng zin 100% nhé. Cục này thì nói chung là đây. Đấy, máy còn rất là ngon, zin toàn bộ cho anh em. Máy về anh em chỉ việc lắp ráp thế nên thôi là ok thôi. Máy bóc bao zin cho các bác nhé. Máy UE 110. Cốt máy thì tất cả những cái dòng này em bao cho các bác 100% là cốt máy còn đẹp 100% nhé. Đấy, cục này mã C262, giá 3.300.000 đồng, em có bớt các bác 100.000 thôi, thì là còn 3.200.000 bao ship cho anh em nhé. Cái dòng này chạy nó khá tiết kiệm. Còn nếu mà anh em lắp thì anh em lắp cứ đầu bò hai ốc như này này anh em này, cứ con máy đầu bò hai ốc này là anh em lắp được nhá. Thì anh em vừa lắp ba bánh này, vừa lắp xe mà anh em thổ đèo hàng. Có nhiều các bác có những con xe mà này rồi nhưng mà các bác đi các bác quên không đổ dầu này. Thứ hai các bác nhiều lúc các bác đi nó hỏng côn hoặc hỏng những cái đầu bò hỏng hơi này thì là các bác thay nó mất nhiều tiền, thì anh em mới lấy cục này sang. Còn cục kia các bác cứ để đấy, sau cái cục này nó hỏng thì anh em lại sang đồ sang thì là nó rất là ok. Thì bây giờ thợ người ta bán những cái đồ đầu bò hay ý hơi này nó rất là đắt các bác nhá. Cục máy chết không ấy, là người ta đã bán đâu đó 1.500.000, 1.700.000 mà anh em chỉ còn lấy phần máy thôi, chưa có phụ kiện đi cầm kèm nhá, máy nó còn lát rồi đấy, nên là anh em chỉ lấy lốc số. Cái này thì thật sự các bác, cái máy mà máy chết thì những cái này nó không sử dụng được. Đây còn em bán cho các bác cục lại 3.200.000, thật sự quá rẻ luôn. Đấy, máy móc anh em nhìn này, rất là ngon nhá. Anh em yêu cầu là máy có test lỗ không thì bên em sẽ lỗ cho các bác xem nhá. Còn máy là trước khi về đến tay em là em đã tuyển chọn qua đã rất là kỹ càng rồi, nên là anh em yên tâm về chất lượng nhá. Rồi. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con thứ tư ngày hôm nay. Lâu lâu ở bên em mới về là con máy này. Con này là cục máy DREM 2013. Cục này có clip lỗi anh em nhé. Lỗi là lỗi ở cái phần sơn này. Đấy, lỗi phần sơn này. Thì về anh em nếu mà sang lốc máy không quá quan trọng thì anh em không nên để ý những cái phần này, tại vì máy nó zin mà. Đấy anh em nhé, côn zin này, điện zin, vách sữa chưa chẻ, phủ đầy chưa thay. Em tả sơ qua một chút về tại sao là nó những cái này nước sơn nó lỗ. Thì vì những đời 2011 trở lên là những cái nước sơn này nó hay bị lỗ ở cái những cái lớp sơn này, nên là tình trạng này nó đã gặp trên tất cả các dòng quay zin từ cái thời đấy đến bây giờ. Và nó từ cái mẫu 2016 nhá thì nó hết rồi, nó không ra phần này, con này nữa. Đấy, anh em nhìn thấy máy chưa, zin từng cm luôn. Đấy anh em nhìn nhá, đây là đầu bò zin này, hơi zin này, tất cả đều là zin hết. Và bên em có clip lỗ cho anh em nhá. Thì đây phần chế của nó đây. Chế thật sự các bác là có nhiều quá, giả 6-700.000 bên em cũng chả bán, tại vì bên em bán theo cục máy như thế này. Và giá em đang chào bán cục này là mã C263, giá 6.800.000 đồng. Con này em không có bớt 1.000 nào nha các bác nhé, thì con này em lãi được có 1-200.000 thôi, nên là em không có, em nhập đã cao rồi. Đấy, cốt máy anh em nhìn chưa, nó gần như 100% cốt máy đẹp luôn. Đấy anh em nhìn nhé, cái vách này là gần như là con này nó là zin 100% tuyệt đối cho anh em nhé. Để theo phun dàn điện này, phun dàn điện này anh em mua ngoài, nếu mà cái dàn điện này đẹp anh em mua đến 5-700.000 anh em cũng không mua được. Đấy, còn con chế lại thế em không có bán lẻ nhá, nên là anh em lưu ý. Đấy, có nhiều các bác hỏi được cái mang cá này không mà em cũng không có bán, tại vì em bán liền luôn đây cho tất cả các bác nhá. Nên là lâu lâu bên em mới gặp được cục 2013 này, thì các bác là nhanh tay anh em mua được thì là còn, mà không mua được thì nhanh thì là các bác khác cũng mua mất. Rồi cái đời này anh em nhá, anh em cứ cất, anh em cất đi anh em vẫn có giá bán, không bao giờ lỗ. Đấy anh em thợ là anh em mua về mà đôi khi là gặp khách anh em bán có thể giá nó rất là cao. Đấy 6.800.000 đồng nhá, C263 đời DREM 2013 đời chót rồi đấy các bác nhá.
đời chót của 2013 là người ta không có bán nữa rồi. Đấy, đầu bò là HVN 45. Đấy, anh em nhìn chưa, máy móc thì em làm cho tình trạng nó đã zin rồi, nhưng mà em làm cho nó còn đẹp gần như là mới luôn. Tình trạng về anh em lắp, anh em nếu mà ấy, anh em tỉa sơn lại một chút cái này thì anh em sẽ là anh em đẹp của máy cũng rất là ngon nhá. Đấy, máy Super Dream Việt đấy. 2013 giá 6.800.000 đồng nha anh em nhá. Tiếp theo em giới thiệu các bác một con cuối cùng ngày hôm nay. Thì là đây, con này là con máy SOEM 100. Có nhiều bác, nhiều lúc các bác hỏi cũng chả có, mà lúc thì lại có đầy ra. Đấy, thì em vừa về được 6 con như này. Thì tình trạng máy là lủ ngon êm, không có khoái nha các bác nhá. Thì tình trạng máy là bao cho anh em là zin 100%. Anh em có thể lắp sang xe Uy, xe Jim. Con này là C264 giá 2.4 triệu nhá. Con này em bớt cho các bác 400, còn đúng 2 triệu đồng. Đấy, đúng 2 triệu đồng nha các bác nha. Con này thì nó bị lỗi đi một chút này. Đấy, em bán rẻ một chút. Máy SYM 100. Máy móc zin đét 100% nha các bác nha. Máy móc zin. Đấy, chế ken hình này. Con này theo kèm theo cho các bác phun dàn điện luôn. Cần đạp, cần số IC, còn nạc, dây điện đầy đủ nhá. Máy có clip lỗ hết anh em nhé. Anh em yên tâm khi mua hàng là anh em sẽ được có clip lỗ tất cả những con này. Anh em mua đều có clip lỗ hết nha các bác nhé. Rồi, con này thì em giới thiệu sơ qua thôi. Còn những cái đơn vị khác mà anh em mua hàng, anh em chỉ được xem chụp ảnh thôi. Chứ còn bên em thì anh em có thể xem chi tiết từng cục máy một. Đấy, anh em đã xem như này rồi thì các bác lưu ý nhé. Bên em cũng không có chụp Zalo lại đâu. Đấy, anh em ưng được cục này thì anh em cứ xem kỹ trên này, chốt được có mã và giá tiền nhá. C264 giá 2 triệu đồng cho các bác nhá. Rồi, anh em chốt được con nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp 3 số điện thoại bên em nhá. Quyết Bắc Giang 0364011683 và 0983198883. Rồi, thân ái chào tất cả các bác, tất cả anh em đã xem đến kênh của bên em nhá.